Mỗi khi nói đến những phát minh, những tiến bộ khoa học, người ta thường nghĩ đến khu vực Âu Mỹ với những thiên tài như Leonardo da Vinci, Tesla hay Edison và cho rằng bọn châu Á chúng ta thì chỉ giỏi tính nghịch ý thôi, chứ có biết phát minh gì đâu. No no no, họ đã bỏ quên tứ đại phát minh của Trung Quốc rồi. Tuy là từ thời phong kiến, trên bảo dưới phải nghe, nhưng Trung Quốc đã phát minh ra la bàn, thuốc súng, giấy in và nghề in rồi. Thế còn thời nay, khi mà điều kiện sống đã phát triển hơn rồi, thì mấy anh pháp sư Trung Hoa làm được cái gì? Các bạn đoán đúng rồi đấy, họ sản xuất clone và nổi bật trong giới gaming gear. Chúng ta có bộ ba ATK XFZ1 đến từ VNG, lần lượt là các bản clone của tam hoàng chuột gaming trên thế giới, gồm Viper V3 Pro, Sora V2 và DA V3 Pro. Thế nhưng, trong khuôn khổ của một video, mình sẽ phải chọn ra một sản phẩm để có thể xoáy sâu vào. ATK X1 Pro Max sẽ là một khởi đầu hợp lý. Chào mừng các bạn đã đến với XTechTech, kênh review chuyên cung cấp những thông tin quan trọng về sản phẩm nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình đưa ra quyết định mua hàng của mình. Và một lần nữa, mình xin cảm ơn Kimatech đã tài trợ sản phẩm cho video lần này của chúng mình. Và giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, cùng bắt đầu vào phần nội dung chính thôi nào. Đầu tiên là về ngoại hình, ATK X1 sẽ có form clone của Viper V3 Pro. Điều mà chúng ta cần quan tâm nhất về form của ATK X1 là em nó sẽ có một phần lưng chuột hơi nâng cao, nhưng cũng không quá cao, sẽ hợp với những người tay nhỏ hoặc trung bình muốn cầm theo kiểu claw grip. So sánh với một mẫu chuột công thái học khác là DA V3 Pro, chúng ta sẽ thấy lưng của DA V3 sẽ nâng cao đáng kể. Với dáng này thì những anh em tay nhỏ sẽ khó mà cầm được kiểu claw. Mình thì thuộc nhóm người có bàn tay gần đặt trung bình và mình cũng khá ưng cái form này. Điều mình quan tâm nhất về form chuột là liệu phần lưng của chuột có đủ fit với lòng bàn tay của mình không? Thì câu trả lời là có nhá, vừa in luôn. Tuy vậy thì chỉ trừ có một yếu tố mình thấy chưa được ưng lắm, đó chính là vị trí đặt nút phụ. Đây, mặc dù là mẫu cho cỡ tay trung bình đổ xuống, thế nhưng phần nút này lại hơi dài, đặt hơi xa nên sẽ hơi khó với tới. Còn nếu mình cầm dịch tay một chút lên như này thì khi bấm nút phụ phía sau, tay sẽ phải hơi co lại quá. Mong ở những phiên bản sau, nhà sản xuất sẽ cân bằng được yếu tố này. Tiếp đó là phần lớp phủ, chất lượng của lớp phủ khá ổn, độ bám là đáng kể, nhưng theo kinh nghiệm của mình, loại lớp phủ này sẽ bị mòn đi khá nhanh theo thời gian, đồng thời lại rất dễ bám dấu vân tay. Vì thế mà nhà sản xuất cũng đã trang bị sẵn cho anh em một bộ grip test cũng như fit thay thế. Như vậy là anh em đã có thể khắc phục được điểm yếu này rồi. Về switch chuột, switch được sử dụng trên ATK X1 là một loại switch quang đến từ Omron. Với switch quang thì anh em sẽ hạn chế được hiện tượng double click đi rất nhiều, và đặc biệt là sẽ đem lại một âm thanh ping ping rất đặc trưng. Mình khá thích cảm giác bấm trên em nó. Loại switch này mang cho mình cảm giác bấm rất chắc chắn, lực như được tụ ngay dưới đầu ngón tay chứ không bị tỏa ra như những con chuột gaming nhựa thông thường. Cảm giác bấm tương tự như thế này sẽ được thể hiện hoàn hảo nhất trên những em chuột kim loại, và switch quang của Omron đã tái tạo được gần đúng cảm giác này rồi. Thế nhưng lại vẫn có một điểm mà mình chưa ưng lắm, đó là ở đây tiếng click của hai bên chuột khác nhau khá nhiều. Mình thì ưng tiếng click của chuột trái hơn vì tiếng ping ping nghe sẽ rõ hơn, nhưng là một người chơi liên minh, thế nên điều mình thực sự cần là sự hiện diện của thứ âm thanh đó ở bên chuột phải. Cùng với đó, cảm giác bấm trên con lăn cũng là một điều cần cải thiện. Khớp quay của con lăn thì rõ ràng, nhưng cảm giác bấm lại chưa làm được điều đó. Cuối cùng, trước khi sang đến phần tiếp theo, chúng ta sẽ điểm qua một chút về phần cứng của chuột. Mắt đọc trên ATK X1 Pro Max là PA3950, cung cấp cho chúng ta tùy chỉnh DPI từ 50 đến 36.000. Kế đó là MCU Nordic 52840, cho phép anh em kết nối 8K Polling Rate, ngay cả khi kết nối với dongle đi kèm lẫn dây cáp, một cục pin 500mAh. Và thế là, với những nguyên liệu trên, 54g sẽ là trọng lượng tổng thể dành cho chuột. Với mức giá loanh quanh 1,5 triệu, chúng ta có một chiếc form chuột dùng Viper V3 Pro đến 95% và hợp với người có cỡ tay trung bình đổ xuống. Tuy vậy, điểm hoàn thiện ở cảm giác bấm chưa được cao lắm, thế nên mình chấm trên nó 8,5 trên 10. Tiếp đến, chúng ta sẽ nói về các tính năng trên ATK X1 Pro Max. Đến với ATK V-Hub, chúng ta sẽ có 4 mục: gắn phím, chỉnh DPI, chỉnh các tính năng chính và các setting phụ.
Đầu tiên là khả năng điều chỉnh polling rate, một điểm cộng cho sự tinh tế của hãng. Khi mà mỗi lần anh em chọn 4 hay 8K polling rate thì app sẽ hiện lên đề xuất cấu hình đáp ứng được tính năng này. Nếu không có tính năng này thì chắc nhiều anh em cũng giống mình, chỉ biết ước lượng hiệu năng máy theo tổ tiên mách bảo thôi. Kế đến, ở cột bên phải, chúng ta có tùy chỉnh độ nhạy của mắt đọc khi nhấc chuột, chế độ ngủ, màu LED của dongle và debug time. Ở mục debug time, anh em sẽ tùy chỉnh thời gian để chuột không nhận tín hiệu tính từ lần nhận tín hiệu đầu tiên, và như vậy tín hiệu chuột sẽ không bị trùng và ta sẽ được thoát hoàn toàn khỏi hiện tượng double click. Bên cạnh đó, ATK X1 Pro Max cũng sở hữu khá khá các tính năng xịn sò chỉ xuất hiện trên những em chuột gaming đắt tiền như Motion Sync, Light Correction sẽ tương ứng với Angle Snap của Beats X, Ripple Correction sẽ tương ứng với Ripple Control. Chi tiết về các tính năng này mình đã có một video giải thích rất rõ rồi, mình để link ở đây để anh em cùng tham khảo nhé. Còn lại là hai tính năng ngon nghẻ nhất trên ATK X1 Pro Max. Thứ nhất là chế độ hiệu năng cao. Khi bật tính năng này lên, ATK sẽ đảm bảo tốc độ phản hồi cao nhất của chuột là 0.125 mili giây, và chậm nhất thì cũng sẽ chỉ là 0.399 mili giây thôi. Một sự cam kết rất chất lượng đến từ ATK. Và cuối cùng là Long Range Mode, chế độ ổn định tín hiệu không dây của chuột khi kết nối ở khoảng cách xa hoặc là trong một môi trường có nhiều sóng của thiết bị khác gây nhiễu. Đây là tính năng hoạt động khá tương tự như trên Zoe EC2CW, nhưng về độ ổn định thì chắc chắn không thể bằng, vì EC2CW có hẳn cả bậc kế tác tín hiệu này cơ mà. Qua các tính năng kể trên và với hiệu suất hoạt động cũng thuộc dòng top so với những đối thủ cùng phân khúc, thì mình có thể chấm trên nó với số điểm 9.5/10, hoàn toàn xứng đáng nha anh em. Ở trải nghiệm cá nhân về cảm giác bấm thì mình đã có một phần mô tả rất chi tiết ở bên trên rồi, nên đến đây mình sẽ chỉ nhận xét về cảm giác di chuột thôi. Trải nghiệm di chuột trên một bộ pad control với mức giá 700.000 đồng, mình chưa thấy stopping power của chuột rõ ràng lắm. Tuy vậy, xuyên suốt hành trình di chuột lại cho ra cảm giác bám khá tốt. Nếu anh em là người chơi HFPS thì mình nghĩ anh em nên thay thêm feed ngoài vào. Và ở đây anh em có thể tham khảo mẫu feed X-Ray Pad cũng đang được bán tại QMTech nhé. Mẫu feed này cũng đang được các reviewer quốc tế đánh giá khá cao. Mình thì cũng đang sử dụng dòng Speed cho chuột sử dụng chính hàng ngày và thấy cũng hoàn toàn xứng đáng so với mức giá chưa đến 100.000. Với những trải nghiệm cá nhân sau một tuần sử dụng, 8 là số điểm mình sẽ đưa ra, chủ yếu đến từ âm thanh chưa được cân xứng của switch chuột cũng như cảm giác bấm con lăn và vị trí đặt nút phụ chưa được tối ưu lắm. Mong ở các phiên bản sản phẩm kế tiếp, nhà sản xuất có thể cải thiện thêm. Vậy thì với mức giá 1.500.000 phải bỏ ra, chúng ta có một bản clone tiệm cận hoàn hảo của Viper V3 Pro với một hiệu suất và các tính năng là lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc. ATK X1 Pro Max sẽ phù hợp với những anh em có kích cỡ tay từ trung bình đổ xuống và sử dụng chuột trong một thời gian dài. Còn nếu anh em có các kích cỡ tay khác hoặc là thích các giá cầm khác thì hãy đợi mình làm thêm vid về ATK F1 và Z1 nha. Đảm bảo anh em sẽ tìm ra form phù hợp ngay thôi. Cảm ơn các vị huynh đài đã xem hết clip, và nếu các vị huynh đài thấy video của tôi hay, hãy cho tôi một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip sắp tới.